Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay Hôm nay đó là sáng ngày thứ tư tại Hoa Kỳ ngày 14 tháng 4 Thì Thùng muốn làm một cái video ngắn để mà chia sẻ một số tình với các bạn trước khi mà Thùng bắt tay vào công việc hai ngày Thì các bạn thấy được là bây giờ đó chúng ta thấy được là giá Bitcoin tối ngày hôm qua đã có cái sự tăng trưởng rất là cao Lên tới cái mức là gần như là 65.000, 64.800, 64.900 Tuy theo các bạn nhìn sang nào chúng ta đang nhìn vào giá trên sàn của Coinbase là 64.911 Thì bây giờ các bạn thấy đã có một cái sự điều chỉnh nhẹ xuống còn trên 63.000, 63.195 thì một trong những sự kiện lớn nhất ở trong thời điểm này ngày hôm nay đó chính là cái sự kiện liên quan đến Coinbase lên sàn chứng khoán của Hoa Kỳ, thị trường Nasdaq thì cho đến thời điểm bây giờ chúng ta vẫn chưa có thể mua trực tiếp được các bạn thì được là bây giờ đó chúng ta có thể phải đợi khoảng chừng 1 tới 2 tiếng nữa thì mới có thể mua cổ phiếu Coinbase được. Thì cái sự kiện này là một sự kiện mà rất là lớn đối với những crypto có thể nói là đây là đưa thì crypto vào sâu trong thị trường tài chính hơn các bạn thì được là đây là một trong những sự kiện có thể là bình thường hóa thị trường crypto này chúng ta nói tới rất nhiều rồi cho nên không cần phải lặp lại trong video này nhưng mà điều mà các bạn thấy được là sự kiện này đã dẫn đến điều gì để dẫn đến là trong vòng hai ngày qua các bạn thì được là chúng ta nhìn vào ngày 12 tây đi thì hai ngày qua chúng ta vẫn tiếp tục ở trong cái phạm vi là 58, 59 ngàn và chúng ta đã trong phạm vi này một thời gian rồi nhưng mà trước cái ngày hôm nay hai ngày thì bắt đầu là cái sự FOMO đến từ cái coin listing dẫn đến đẩy giá cả của Bitcoin lên rất là nhanh lên tới cái mức cao ngày hôm qua thùng mới vị chia sẻ với bạn là gần như là 65 ngàn Hôm nay thì sáng nay trong thời gian chờ đợi để chúng ta có thêm thông tin là Coinbase sẵn sàng chứng như thế nào thì có nhiều người cho đây có thể là một cái sự kiện gọi là buy the rumors, sell the news nghĩa là mua khi mà có tin đồn rồi khi cái ngày đó có sự kiện xảy ra thì giá cả sẽ có sự điều chỉnh nhưng mà cho đến bây giờ so sánh với lại cái thời điểm cách đây 2 ngày chỉ 58 59 000 mà bây giờ cho dù điều chỉnh đi nữa cũng còn 63.367 thời điểm này cũng lâu giá rất là tốt các bạn thấy được cái sự tăng trưởng rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ chúng ta vẫn chưa biết được tình hình của Coinbase là như thế nào. Điều mà chúng ta biết được là sáng ngày hôm nay đó thì Bitcoin Ethereum trong vòng 24 giờ qua thì vẫn có sự tăng trưởng. Chúng ta có một số như altcoin rất là đỏ ngày hôm nay như là các bạn thấy được là XRP, BNB uh, những đồng này thì các bạn còn thấy là đã lên nhiều rồi cho nên hôm nay xuống nhiều cũng không gì giờ là quá bất ngờ Bitcoin Ethereum thì vẫn là màu xanh tính từ hôm qua tới bây giờ dựa theo là coin 360 và chúng ta nhìn chung thị trường thì hai ngày qua thị trường rất là tốt các bạn thấy được chúng ta tiếp tục thấy rất nhiều những cái altcoin pump mạnh và một trong những cái altcoin pump rất là mạnh trong thời gian gần đây đó chính là dogecoin các bạn thấy được là dogecoin trong vòng 24 giờ qua các bạn thấy được đã tăng 63,73% chúng ta sẽ nói về dogecoin một lát nữa nhưng mà chúng ta bây giờ muốn nói về tình hình liên quan tới Coinbase đi. Thì bạn cũng đã biết là ngày hôm qua sau khi mà đóng cửa sàn đó thì Nasdaq đã đưa ra một cái giá cho sàn Coinbase đó chính là sàn Coinbase cái giá tham chiếu là 250 đô cho một cổ phần Nghe đánh giá sàn Coinbase ở mức là 65,3 tỷ đô la thì cái mức giá này rất là thấp nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lại tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì người đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và những bạn nào mà chưa có theo dõi thuần khác video trên mạng xã hội thì bạn cũng nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video để tìm thấy những cái thông tin như là telegram channel Facebook và Twitter để nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất. Và tôi muốn dành một ít thời gian để mà cảm ơn nhà tài trợ của video ngày hôm nay. Đó chính là sàn giao dịch Alinex. Đây là một sàn giao dịch tại Việt Nam có trụ sở tại thành phố Hà Nội và đây là một cái sàn giao dịch mà có thể tiếp cận giao dịch một cách đơn giản, nhanh chóng và an toàn. Sàn Alinex này được hoạt động từ năm 2017 và hiện bây giờ đã có hơn 30.000 người giao dịch thường xuyên trên mạng lưới của Alinex và có rất nhiều nhà đầu tư cũng như là được cộng đồng đánh giá rất là tốt. Các bạn có thể sử dụng Việt Nam đồng để mà mua các loại đồng phổ biến như là Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, Binance Coin sang Alinex này cũng đã được CG của Binance đề cập tới để mà đưa vào hệ sinh thái của Binance cùng với hai đồng ổn định nổi tiếng đó chính là USDT và Binance USD. Và trên mạng lưới của Alinex các bạn có thể là giao dịch ngang hàng, có nghĩa là peer to peer mọi giao dịch trên alinex diễn ra hết sức an toàn và minh bạch sàn giao dịch đứng ra làm trung gian và nắm giữ tài sản của các bạn khi mà mua bán theo quy trình thì tài sản được chuyển ngay lập tức cho hai bên đặc biệt là sàn alinex hỗ trợ ngân hàng người dùng có thể rút đồng việt nam về bất cứ tài khoản nào Phí giao dịch ở Alinex khá rẻ chỉ là 0,3% trong mỗi giao dịch Cộng với lại Alinex có đội ngũ hỗ trợ support Các bạn có thể sử dụng cái chat box Ngoài ra Alinex cũng có chương trình để các bạn có thể giới thiệu bạn bè quan tâm Bước qua hồng các bạn nhận được là 20% trên tổng phí giao dịch Nếu bạn nào muốn tìm hiểu thêm về sàn Alinex này Có thể bà bấm vào cái link bên dưới Đây là một sàn mà tôi nghĩ là cũng nhiều bạn biết đến rồi Tại vì đã hoạt động từ năm 2017 Thì Chúng ta nhìn vào cái giá tham chiếu của Nasdaq đối với lại cổ phiếu của sàn Coinbase ở mức là 250 đô la cho một cổ phần. Đánh giá là mức là 65,3 tỷ đô la. Thì thực sự mà nói là cái vốn hóa này rất là thấp chúng ta. So sánh với Coinbase thì cũng hơi khó tại vì chúng ta không biết được là Coinbase có thể so sánh được với cái dịch vụ nào hay là công ty nào ở trên thị trường Nasdaq. Nhưng mà chúng ta có thể sử dụng những cái dịch vụ mà nhiều bạn quen thuộc như là các bạn thấy được là Square đi. Thì Square ngày hôm nay thì các bạn thấy đã xuống 3,2% Nhưng mà chúng ta nhìn vào Square thì các bạn sẽ thấy được là Market Cap, tổng số vốn hóa của Square là lên tới 120 tỷ đô la Trong khi mà Coinbase cái mức tham chiếu chỉ có là 65,3 tỷ mà thôi Chúng ta so sánh với là những công ty như là PayPal đi thì tới 318 tỷ lần thì các bạn thấy được là cái mức giá 250 đô này không phải là mức giá mở đầu giao dịch chúng ta vẫn chưa biết cái mức giá mở đầu dịch là bao nhiêu nhưng mà bây giờ các bạn thấy được là đối với nhiều người thì có thể nói là nếu các bạn có thể mua được cổ phiếu của Coinbase dưới 350 đô là một điều rất là tốt rồi chứ đừng nói tới là các bạn có thể mua được ở cái mức là 250 đô này tại vì nhiều người tin tưởng là khi mà Coinbase bắt đầu giao dịch thực sự thì giá nó sẽ tăng vọt lên rất là nhanh và các bạn thấy được là mới sáng nay thôi thì chúng ta thấy được là Jim Cramer nói là chúng tôi thích Coinbase ở mức giá là 475 đô và các bạn thấy được là một cái Twitter khác nữa cũng chia sẻ, đó chính là Coinbase bây giờ đó thì có thể thấy được là dấu hiệu mở cửa là ở mức 340 chứ không phải là 250, có nghĩa là các bạn hiểu được là cái giá của Coinbase khi bắt đầu giao dịch sẽ cao hơn là cái giá mà tham chiếu được chia sẻ ngày hôm qua bởi Nasdaq rất là nhiều. Mà đây cũng là một chuyện rất bình thường đối với nhiều cổ phiếu khi mà lên sàn, cũng không có gì gọi là quá bất ngờ. Coinbase sẽ giao dịch với cái mức cao khi mà bắt đầu mở đó là điều mà thuận tin tưởng thì nhiều bạn hỏi thuận là có mua cổ phiếu của Coinbase hay không thì tùy theo là mức giá như thế nào thì nếu như mà dưới 500 đô thuận có thể là tham gia một phần để mà giúp vui đối với cái thị trường này nhưng mà các bạn cũng đã biết là đối với lại cổ phiếu của Coinbase so sánh với lại cái sự tăng trưởng mà có thể có từ Bitcoin Ethereum thì thuận vẫn nghiêng về đầu tư Bitcoin Ethereum trực tiếp thì sẽ có lợi hơn đây là điều thuận cũng đã chia sẻ với các bạn thì chúng ta thấy được là ngoại trừ là tin thì bây giờ mọi người thật sự mà nói là hồi sáng thường xem những thông tin thì mọi người vẫn tiếp tục chờ đợi không chỉ riêng là mọi người trong thị trường crypto mà thì tài chính nói chung đó tiếp tục chờ đợi tình hình của Coinbase sẽ mở cửa giao dịch như thế nào chúng ta chắc phải chờ khoảng chừng một tiếng hai tiếng nữa thì mới thấy có cái thông tin này là bắt đầu dịch đầu tiên trên Nasdaq là mới mức giá là bao nhiêu Thì thị trường crypto các bạn thấy được là giá cả thì bây giờ là đang giống như là chờ đợi tình hình kế tiếp Cho nên chúng ta thấy được là có một số những cái đợt điều chỉnh Nhưng mà vẫn trên 63.000 đô thời điểm hiện tại Thì một chuyến đầu mà tăng trưởng rất là mạnh trong cái thời gian 24 giờ qua đó chính là Dogecoin mà được Dogecoin đã tăng 60,55% trong vòng 24 giờ qua và lý do tại sao thì nhiều bạn cũng muốn biết thời gian mà nói là cũng không có lý do gì các bạn cũng đã biết đây là một đồng mà các bạn cũng đã biết là sinh ra giống như là một cái trò đùa nhưng mà các bạn thì được là lần lượt bị pump lên bởi nhiều người trong đó đương nhiên là có Elon Musk một lần nữa lại tiếp tục uh, thuyết về đồng Doge, đây là lý do tại sao mà nhiều người nghĩ là đồng Doge có cái sự tăng trưởng giá trong vòng 24 giờ qua Và thật ra Elon Musk đã làm việc này nhiều lần rồi Cộng với lại một số những người khác Ở trên Twitter hay là ở trên TikTok pump đồng đốt này lên Nhưng mà các bạn cần nên hiểu đó là Dựa theo tài liệu Hồi tháng 2 mới đây đó thì Một địa chỉ của đồng Doge thôi Đã lưu trữ 20% của tất cả đồng Doge rồi Trong khi mà 20 địa chỉ lớn nhất Của đồng Doge coi này Lưu trữ hơn 50% của tất cả đồng Doge Cho nên các bạn cần nên hiểu đây là một đồng Mà vốn hóa không có cao mà cái sự lưu trữ rất là tập trung có nghĩa nói là đồng đô có rất nhiều cá voi hiện bây giờ cho nên các bạn cần phải cẩn thận khi mà các bạn giao dịch đồng đốt này Ngoài chuyên đưa đó ra thì một trong những cái vấn đề được đặt ra đối với công ty Coinbase đó là công ty Coinbase thu nhập cao trong cái thời điểm này tại vì thị trường đang ở trong cái thời điểm là bull market thị trường tăng trưởng và cái phí của Coinbase so sánh với là nhiều sàn khác thì cái phí của Coinbase cao hơn so với những sàn khác thì câu hỏi đặt ra là trong tương lai thì sự cạnh tranh ngày lại càng gắt gao hơn nhiều sàn sẽ từ từ giảm phí để có thể cạnh tranh và Coinbase thì cũng sẽ như vậy sau này như vậy thì có gì làm bảo đảm cho thu nhập sau này của Coinbase trong khi mà thời điểm bây giờ là 96 phần trăm của tất cả thu nhập của Coinbase đến từ thu phí của người giao dịch khi mà họ giao dịch mỗi một giao dịch thì các bạn phải đóng một cái phần phí thì Coinbase đương nhiên là biết điều này và trong thời gian tới đây thì CEO Brian Armstrong nói là cái xu hướng của Coinbase là từ từ thì cái phí cũng sẽ giảm xuống để mà cạnh tranh với là mọi người khác những cái công ty khác nhưng mà sẽ phát triển những mặt khác như là được nói tới trong cái bài viết này liên quan đến là staking dịch vụ staking để mà thu phí hay là có những cái thẻ tín dụng hay là có những cái chương trình để mà hỗ trợ người có học thức liên quan thị trường này hay là lưu trữ crypto hay là dịch vụ cho những cái nhà đầu tư lớn, những tổ chức đầu tư. Đây mới là cái nguồn thu nhập của Combi trong tương lai và tôi nghĩ là Combi sẽ không bỏ qua một trong những cái mảng mà đang phát triển bây giờ đó chính là lưu trữ trả phần trăm tiền lời hàng tháng và cho vay. Đây cũng là một chuyên mảng đầu tư mà tôi nghĩ là Combi sẽ rất chú tâm đến và một điều nữa là một số bạn đương nhiên thấy Bitcoin tăng trưởng mạnh thì lại lo lắng về chỉ số No and UPL thì cho đến sáng ngày hôm nay các bạn thì được chỉ số UPL ở mức là 603 ở 0,7 thì các bạn cũng đã thấy được là 0,7 thì vẫn còn cách xa 0,75 Đó chính là lúc mà cái đường màu xanh lá cây này chuyển thành màu xanh dương Cái dấu hiệu đầu tiên chúng ta có thể thấy cái mùa tăng trưởng đã bắt đầu Tới hồi cuối rồi, bây giờ vẫn chưa có xảy ra Nhưng mà các bạn thấy được 0,7 thì so với lại trước đây đó các bạn thì được là 0.72 thì 0,7 là thuận nghĩ là so với trước đây là khoảng 42.000 đô thì từ 42 tới 58 là 16.000 thì các bạn được bây giờ mức là 63.000 cộng với lại 16.000 nữa thì chúng ta bây giờ vẫn ở trong cái thời điểm là chúng ta phải thấy giá Bitcoin đi thẳng tới 80.000 trước khi mà chúng ta thấy nguy cơ đời đường màu xanh lá cây này chuyển thành màu xanh dương. Đây là điều mà tôi muốn cập nhật với bạn liên quan tới chỉ số NUPL. Thôi như làm xong cái video thì chúng ta có một cái cập nhật mới đó chính là cuối cùng thì Coinbase cũng đã bắt đầu giao dịch rồi. Các bạn thấy được là khi mà cổ phiếu của Coinbase bắt đầu giao dịch đó, thì đã đẩy lên rất là nhanh, lên tới cái mức là 429 đô. Và ở mức này đó thì công ty Coinbase là trị giá là 112 tỷ khi mà bắt đầu giao dịch. Thì để các bạn hiểu được là cái số tiền này là cao cỡ nào thì bên dưới này ở trên bài viết của CNBC thì có để một số những cái sự so sánh như là các bạn thấy được là Coinbase ở cái mức đó thì cao hơn các bạn thấy là trong cái thời gian gần đây thì chúng ta thì có những công ty như là công ty Noflex, Planter, DoorDash, Airbnb, Roblox. Những công ty này thì lên trên sàn chứng khoán với cái trị giá là từ 45 cho đến 106 tỷ thì Coinbase bắt đầu đã cao hơn những công ty này rồi ở mức là 112 tỷ nhưng mà bây giờ thì các bạn thấy được là sau khi mà nhảy lên là thì đã điều chỉnh cho xuống bây giờ Coinbase giao dịch ở mức là 325 đô cho một cổ phần thì cái con số này vẫn cao hơn là cái con số mà được tham chiếu bởi Nasdaq ngày hôm qua thường chia sẻ là 250 đô thì so với cái giá đó cái giá này vẫn cao hơn là 29,5% nhưng mà các bạn cũng nên nhớ là cái giá mà 250 đô đó trên thực tế không ai được cái giá đó hết các bạn thấy được là bây giờ Combi sau khi mà đẩy lên tới 429 đô thì đã đẩy cho xuống bây giờ ở cái mức là 325 đô thì hiện bây giờ cũng chưa có nhiều thông tin nhiều người bây giờ vẫn tiếp tục quan sát mà thôi tại vì bây giờ các bạn thấy được là sẽ có rất nhiều người sẽ bán cổ phiếu của Coinbase để cho làm gì để những khác thì mua được các bạn thấy là đây là một cái direct listing có nghĩa là không phải là IPO sẽ không có những cái cổ phần mới ra đời mà chỉ những người mà đang lưu trữ cổ phần có thể bán mà thôi khác với IPO IPO là initial public offering có nghĩa là các bạn có thể à, là mua cổ phiếu mới và những người mà có cổ phiếu đó thì người ta phải giữ lại có nhiều người sẽ phải giữ lại cho đến 6 tháng sau mới được bán thì các bạn thấy được là chúng ta không thích tình hình này xảy ra đối với lại Coinbase tại vì không có bán cổ phiếu mới cho nên những người mà đang giữ cổ phiếu thì có thể là bán cái cổ phần của mình dẫn đến là chúng ta có thể thấy trong thời gian ngắn hạn giá cả sẽ đi xuống nếu như thật sự muốn biết được là Coinbase đáng giá bao nhiêu thì tôi nghĩ chúng ta phải chờ cho đến khoảng chừng là 2-3 ngày nữa sẽ, sẽ rõ ràng hơn Khi mà cái lực bán sẽ giảm xuống và sẽ giảm xuống rất nhiều Bắt đầu là cuối ngày hôm nay, cuối ngày mai các bạn thấy được những người nào muốn bán thì họ đã bán rồi và chúng ta nhìn vào tình hình của Bitcoin đó thì đang có một cái đợt điều chỉnh các bạn thấy được là bây giờ thì đã điều chỉnh xuống còn 61.567 thị trường crypto thì bây giờ đã đi vào cái vùng là có nhiều màu đỏ như là các bạn nhìn thấy trên màn hình thì tình hình bây giờ đó nhiều người và bản thân tôi cũng tin tưởng là những người nào mà có nhiều tiền ở công ty Coinbase, những người nào mà bán cổ phiếu đó thì một phần tiền đó thường nghĩ là họ sẽ đẩy ngược cho vào Bitcoin nhưng mà sẽ không phải là ngay lập tức nếu các bạn muốn thấy cái hiện tượng này xảy ra đó, chúng ta muốn biết chắc chắn thì phải chờ khoảng chừng một tuần nữa tại vì sao tại vì khi mà họ bán cái cổ phiếu ở trên những sàn giao dịch thì không giống như là những sàn crypto các bạn thấy được crypto thì bán là có ngay lập tức các bạn có thể là di chuyển lập tức nhưng mà so với lại thị trường chứng khoán đó thì lúc nào cũng sẽ có cái thời gian gọi là settlement nghĩa là cái thời gian sau khi các bạn bán các bạn phải, phải chờ cho tất cả được xử lý có nghĩa là các bạn thấy là thường là các bạn là T plus 3 có nghĩa là các bạn trade xong là ba ngày sau thì tiền mới bắt đầu có thể di chuyển được và di chuyển trở vào ngân hàng thì phải tốn một, một thời gian cho nên trong tình hình bây giờ đó chúng ta có thể chờ khoảng chừng một tuần thì mới thấy cái hiệu ứng của những người mà bán cổ phiếu Coinbase đẩy tiền vào trong thị trường crypto thu mua Bitcoin thu mua Ethereum vân vân cho nên thì bây giờ chúng ta phải chờ đợi thêm một thời gian nữa chờ đợi làm gì để cho giá của Bitcoin nó sẽ Điều chỉnh lại tới mức nào Và hiện bây giờ các bạn thấy mức 61.700 Thì so với hồi sáng này Các bạn thấy lên tới là gần 65.000 Thì đương nhiên cái mức này thấp hơn Nhưng mà chúng ta nhìn lại Cái sự kiện sàn đã dẫn đến là Cái giá cả của Bitcoin đẩy lướt nhanh Trong cái thời gian 2 ngày qua rồi Từ cái mức là 58.59 bây giờ Vẫn trên 61.000 đô Chúng ta hãy tiếp tục quan sát Và khi mà có thêm thông tin Thường sẽ chia sẻ với các bạn và những bạn nào mà muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Capital thì các bạn có thể tìm hiểu bằng cách ta bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những cái thông tin như là giảm 20% phí giao dịch khi mà các bạn tham gia thông qua liên Thuận Capital cho sàn Binance hay là nhận được bonus khi mà tham gia vào sàn margin nổi tiếng Bybit hay là mua bán crypto thông qua sàn Alinex như mà nào mà sử dụng đồng Việt Nam hay là sàn MT, sàn Margin Coin Copy Trade, sàn FTX thì bạn cũng đã biết Binance US một sự lựa chọn cho người Hoa Kỳ sàn uh, Coinbase, ứng dụng BlockFi, ứng dụng Lending có lại các bạn có tham gia để nhận được bonus lên tới 250 đô và CryptoCoin đây là cái ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và Zillion Chain mà chúng ta cũng đã thường hay sử dụng và đây, là những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video sáng ngày hôm nay, tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này. Và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.